làm con phải yêu. Ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng công đức sinh
bạn ông các bà các khác trong chốn gia chung ấy thì nhờ ai đó mà có đồ phục vụ và nước. Thank you.
bảy mùa xuân, đời mẹ đã vất vả vô ngần vì chúng con. Mẹ vẫn mong chúng con cháu lớn khôn, để sau này cuộc sống được sướng hơn cả đời mình. Đến ngày nay chúng con đã trưởng thành, được sống vui trong cảnh thanh bình ấm no. Những điều của mẹ ước mẹ mơ, tất cả những điều đó bây giờ là đây. Nhà cao cửa rộng mẹ xây, con cháu nội ngoại vẫn sống quanh bên bà. Nỡ nào mẹ lại vội đi xa, mẹ đi vắng vẻ cửa nhà mẹ ơi. Thế là chúng con mất mẹ rồi, mất mẹ mất cả bao lời của mẹ dâng. Để bây giờ nước mắt đầm đầm, mẹ ơi mẹ ở cõi âm mẹ chứng cùng. Ai đã từng tát cạn nước biển đông, thì mới đâm hết nỗi xót trong lòng cháu con. Trên băng thò nghi ngút trầm thơm, nỗi đau của con Phật và hai con xương hình. Con Tử Hùng rồi cả con Xen Minh, con dâu hoàn của mẹ lòng mình quằn đau. Mẹ ơi nước mắt rầu rầu, chắc mẹ cũng nhận cả những nỗi sầu con Thọ Liên. Nén đau cầu với thánh hiền, đổ cho cha mẹ được bình yên dân vàng. Mẹ ra đi có tình cảm của họ hàng, có cả làng đại lộ và thân bằng gần xa. Để bây giờ đây tình nghĩa mặn mà, đội ơn quý khách đã đến nhà viếng thăm. Nước mắt sầu bi trước ban thờ của mẹ mà tràn trề khăn xôi. Tất cả chúng con đang đứng trước ăn thờ, nỗi đau mất mẹ biết bao giờ chúng con quên. Chắp tay cầu đức thánh hiền đổ cho mẹ được bình yên giấc vàng. Bây giờ cho chúng con xin phép nội ngoại họ hàng đón nội ngoại và quý khách về gia tang chia buồn. Tập với vòng hoa tươi, kiếm bù và xẻ bớt vơi nỗi buồn, cho phép đoàn xin thêm mặt cháu con gửi đến gia tập lời cảm ơn vô cùng. Tám giờ sáu mươi tình cảm mặn nồng, mời chi ba hòa này lại về cùng đưa ta. Trong chi ba họ đằng vui lòng ra phòng tang sư trời uống nước và ở lại để trông nom giúp đỡ công việc tang. Cho con Phật sầu vui để cho bác chân hòa cho lúc bùi thanh thùy khóc ra khóc vào. Ngoài ơi ngoài ở nơi nào, con nhìn thấy con cháu đang nghẹn ngào lệ trăng. Tất cả chúng con thương ngoài vô vàn, ngoài đi ngoài để lại cơn mang nào nỗi phiền. Nén đau con cầu với Hoàng Thiên độ cho bà ngoài được bình yên dẫn nồng.
Bụt Thuần, cháu Bụt Thuần, cháu Thấn, cháu Thành và cháu Tân, các cháu thành kính về viếng thăm, chia nỗi buồn về đây với tình nghĩa sắt son. Đoàn thay Tăng Quyến xin cảm ơn vô cùng. Tiếp theo xin mời tập lễ của gia đình ông bà Thành gắn dâng lễ vào kính viếng và linh bà. Ông bà gắn Thành sáng nay cũng rất tận tình về viếng thăm, về chuẩn bị. Chân thành xin mời tập lễ của gia đình ông Trường, gia đình ông Quy và gia đình ông Hề. Xin mời tấm lễ của gia đình cháu Trứng dâng lễ vào kính viếng và sau đó mời gia đình bà Toàn Chữ chuẩn bị. Ông Nha, gia đình ông Quyền sáng nay sang chia phiền thương câu với tấm lòng thành. Đây là tấm lòng quý của gia đình cháu Phương về đây để chia sẻ cảm ơn vô cùng. Tiếp theo xin mời đoàn nhạc hiếu xin thay mặt cháu con xin kính chào và thọ và cảm ơn cả gia đình. Tiếp gia đình cháu Hao nén nhang thương với chén rượu đào, các cháu thành kính sửa lễ vào kính thăm về đây nghĩa tử có một lần cho nhóm đoàn thay Tăng Quyến thật muôn phần biết ơn lễ lòng thành của cháu Kiên về đây để sẻ nói chuyện cho nhóm đoàn thay ông Hùng là con trai của Hồ dâng lễ vào kính viếng và sau đó mời gia đình của bạn Màu chuẩn bị cho vợ chồng con Lý Linh, cho nên đầy nghĩa đầy tình ông Hùng với ông Ngã ông Hùng 8:30 mời ông Ngã dành tấm lòng đến đưa tang. Tiếp theo xin trân trọng mời tấm lễ của gia đình bà Sở. Tiếng thâm về đây nghĩa tử có một lần cho phép đoàn thay bà tử thật muôn phần cảm ơn trưởng đoàn chẳng biết nói thăm bà con tỉnh Thái Bình. Xin mời tấm lễ của gia đình ông bà Bảo Hoàng là tình cảm thông gia với gia đình ông Sương là con trưởng của Hồ dâng lễ vào. Chữ tình chữ tâm theo truyền thống bậc tiền nhân quý tình còn hơn cả kim ngân bạc vàng nên hôm nay lễ của bà Hoàng thay thank you.
Lời mẹ mãi như đông lúa chiều dì dào,
soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru mong mong em như sao diệu dần dần. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ. Đường xa thập tử ở Bắc Ninh, đích lời quê quan họ xa duyên. Quý khách đã đến để sẻ tiền đến nhà ta, với tấm lòng cho kết toàn hai thanh tiếng thật là cảm ơn. Lạc nhạc kiều chẳng biết nói gì tôi. Lạc lỗi xéo nêu nuôi con tới ngày lớn cho mưa gió không quan thân gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho ba mái đầu buồn tiên. Ngày đêm sống vui vui cùng con nhỏ một miền. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng. Sầu bi mẹ đẻ các con cháu tái tây nỗi sầu. Tấm khăn tang con cháu đội đầu, khăn bao nhiêu sỏi nỗi đau gấp ngàn lần. Để trưa nay nước mắt ướt đầm, con gái thuật của mẹ cứ đầm đầm lệ chan. Mẹ ơi con thương mẹ vô vàn, mẹ đi mẹ để lại bao lời than con xương hình. Thế là từ nay mẹ xa vắng gia đình, mẹ để đau để
xót cho sen binh tự hùng. Sáng ngày mai mẹ cất bước về non bồng, bao nỗi thương nỗi xót trong đáy lòng thật chưa chan. Bây giờ lại nói tới Đặng Thị Hoàn, mẹ ơi con thương mẹ mà lệ chan đầm đầm. Mẹ ơi bây giờ đây mẹ lánh cõi trần, bao nhiêu nỗi xót mẹ cũng phần cho cả Thọ Liên. Cúi đầu cầu với Hoàng Thiên, đổ cho mẹ được bình yên an lành. Về phía các cháu trong cả gia đình, bà ơi đại diện cháu Nga Vinh đứng sột sùi. Thương bà thương lắm bà ơi, mà không sao nói được thành lời với bà đâu. Để giờ đây nước mắt cứ rầu rầu, các con các cháu lòng đau vô bờ. Bây giờ đây cứ ra ngẩn vào ngưng, nỗi đau nỗi xót biết bao giờ mới vơi. Kể từ nay chúng con mất mẹ rồi, mất mẹ mất cả bao lời mẹ khuyên. Mất mẹ giấc ngủ không yên, đến bữa cơm thiếu vắng mẹ hiền mất ngon. Tình làng nghĩa xóm sát son, mẹ đi bằng hữu vẫn còn về đây. Thủy chung như bát nước đầy, thương mẹ vất vả tháng ngày gian truân. Công của mẹ con xin kể vạn lần, mà chúng con chỉ trả có một lần chưa xong. Không trả được mà mẹ vẫn vui lòng, chúng con chưa kịp trả mà mẹ không oán gì. Nỡ nào mẹ lại vội ra đi, mẹ đi chẳng dặn thêm điều gì với chúng con. Thôi thì thắp nén nhang thơm, chúc cha chúc mẹ nơi bồng non giấc vàng. Chia buồn. Tiếp theo xin trân trọng mời cả nước ta 8 giờ mai lại cố gắng đến nhà để đưa tang. Xin trân trọng mời tấm lễ của đại gia đình ông bà Cơ Phiêu ở Trương Mỹ là
tình cảm thông gia với ông bà xương hình là con chuồng của cô dân lễ bảo kính viên. Hai nhà đã nhận hạnh phúc cho các con thật mặn nồng, mang ra nặng nghĩa vợ chồng nặng lòng thông gia, chưa nên tận trương. Bài lắm với cổ thiều nghĩa tình thật chứa chan của xã nhà, được biết tin với tình cảm thật thiết tha, thọ tròn 100 hoặc ít ra cũng trên tuổi 95. Nghĩa về tình thay ông Sương và thay cả bà hình thiết tha, xin cảm ơn chúc quý khách lại nhà. Con lai dưỡng dục sinh thành, nghĩa con đôi cũng là tình mẹ cha. Tuy rằng mẹ chẳng đẻ con thỏ ra, nhưng mẹ thương mẹ vẫn quý con như là con sinh. Ngần ấy năm trong chốn đạo gia đình, được chung nghĩa bố nên nghẹn ngào. Các cháu thì trước mắt tuôn trào, vì bà nằm đó cứ nghẹn ngào bao nỗi đau. Hương hồn bà đang vàng thức ở nơi đâu, linh thiêng và chợt thấy bao nỗi sầu trưa nay. Rồi bao nhiêu kỷ niệm cái hồi ở cấp 3, nên hôm nay tuy hoàn cảnh đường xa, quê hương kinh Bắc cũng ra chia sầu. Mời quý hồi ngồi xơi nước xơi trầu, vui lòng ở lại để cùng nhau chia buồn. Cho phép đoàn xin thay mặt cháu con truyền lời cảm tạ của các con trong gia đình. Cho phép đoàn cũng thay mặt bà hình gửi tới cả hội quê Thuận Thành thật thiết tha. 8 giờ sáng mai với tình nghĩa mặn mà, mời người quan họ lại ra đưa đồng. Thank you.
xin trân trọng giới thiệu và kính đón mời đại lễ của cán bộ và nhân dân cùng họ nội ngoại Nguyễn Văn Nguyễn Thu, thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, dâng lễ về kính viếng và chia buồn cùng tang quyến. Thay mặt ban chi ủy, chi bộ, ban quản lý thôn, ban công tác mặt trận, cùng các ngành đoàn thể, hội người cao tuổi, hội cựu giáo chức, hội đồng liên, hội đồng học, cùng một số các ban ngành đoàn thể khác, được tin cụ qua một thời gian lâm bệnh, mặc dù cũng đã được các con, các cháu, họ hàng, nội ngoại, dân làng hết lòng chăm sóc, cứu chữa. Xong vì tuổi cao, sức yếu, cụ đã không qua khỏi. Hôm nay, cụ đã 250 theo cùng tiên tổ. Đứng trước linh sàng cụ, đoàn đại biểu lễ viếng chúng tôi xin phép đặt lễ đen, thắp nén nhang, kính viếng hương hồn cụ và chia buồn cùng với toàn thể gia tang. Nỗi đau thương và sự mất mát này của các con, các cháu cụ cũng như của họ hàng, nội ngoại, gia tộc cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân đã và đang có mặt hôm nay. Cùng đoàn đại biểu lễ viếng chúng tôi đặc biệt còn có các cụ, các ông, các bà, anh chị em, con cháu của họ nội ngoại Nguyễn Văn, họ nội ngoại Nguyễn Thu của thôn Ngọc Khám, nơi bà Hình lớn lên và sinh ra. Cùng với các ông, các bà, hàng xóm láng giềng, khu phố, hiện nay nơi vợ chồng cháu gia đang hoạt động công tác và sinh hoạt. Và cũng là qua một thời gian dài, vợ chồng ông Sương bà Hình đã sống và làm việc tại khu dân cư của chúng tôi. Để tỏ lòng thương tiếc cụ, đoàn lễ viếng chúng tôi xin phép gia đình được để phút mặc niệm. Sau khi mặc niệm xong, đoàn xin vào viếng cụ nhìn mặt cụ lần cuối cùng. Kính chúc cụ an nghỉ giấc ngàn thu nơi suối vàng cùng với tổ tiên và xin được chia buồn cùng với toàn thể gia tang. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin đỡ lời ông Đặng Văn Sương, con trai trưởng của cụ, xin được chân thành kính chào và đại biểu thay mặt cho đại ủy, chi bộ, quân dân chi đảng, các ban ngành đoàn thể, nội ngoại họ Nguyễn Văn, nội ngoại họ Nguyễn Thu, cùng bà con cô bác quê mẹ Ngọc Khẩm.
cùng tình cảm với ông Sương và mình. Được biết tin từ quê mẹ hoàn thành nghĩa hoàn thành được xa cộng hồng đã có lòng thầy đây nhân dịp buổi lễ các ngày cho mẹ đoàn ở Tân Nguyên xin dạy bày lời cảm ơn cả đoàn chẳng biết nói gì hơn xin kính chào quý vị phục vụ gần xa nhớ mãi vọng hạng của quê nhà gia đông 8 giờ mai cổ kiều về long đồng xin mời người hoan hò dành tấm lòng đến đưa tay. Bạc vàng nên hôm nay tình nghĩa thật mênh mang bà con ngọc thảm đã sang chia sầu mời quý khách ngồi xơi nước xơi trầu vui lòng đã về xin chân trọng mời tấm lễ lê vào kính viên được biết tin với tình nghĩa bằng đồng nhân dân đi chầu vui lòng ở lại để cùng nhau chia buồn đoàn nhạc hiếu xin thay mặt cháu con gửi tới quý khách lời cảm ơn chân thành chúc cấp ủy chúc các ban ngành quyết đưa ngọc khảm của quê mình giàu lên để lại nhà mình phải được lộ đường xanh an lành
về nước ta đông bộ việc vận hành nhớ bấm máy trở lại để bà hình đỡ lo hoặc để quý khách đỡ lò quý khách cứ mạnh dạn điện cho trưởng đoàn đôi lời tình nghĩa chứa chan gửi người Ngọc Khảm trăm ngàn lời cảm ơn. Yên ấm cửa nhà, con cháu đông đỗ cảnh nhà ấm êm. Nào hay số mệnh hoàng thiên, Nam Tàu bắt đầu lại gây nên cảnh hớn hở. Ai nghe cũng phải sững sờ, sáng qua vào khoảng hơn 9 giờ 45. Báo tin tới con cháu xa gần, tin buồn tới cô bác và nhân dân quê nhà. Thế là sáng nay với tình cảm thật thiết tha, được tin bằng hữu gần xa đến chia sầu. Chiều nay nghĩa nặng tình sâu, gần xa bằng hữu đâu đâu cũng tiều tề. Với tấm lòng và tình cảm tràn trề, tha thiết mời cô bác chiều nay về viếng thăm. Về đây nghĩa tàu có một lần, cho phép đoàn thay tăng quyến thật muôn phần biết ơn. Một lần nữa xin thay mặt cháu con, 8 mai mời cô bác tới chia buồn để đưa tăng. Thiếu xin thay mặt cháu con gửi tất cả lớp lời cảm ơn tràn trề, và cũng xin mời cả lớp 7B sáng ngày mai cố gắng mời lớp về đưa tang. Mời quý khách ngồi sơi nước sơi trầu, vui lòng ở lại ban tiếng hồ tiều về non đồng. Mời bà con linh xá lại đến cùng đưa tay. Xin trân trọng. Từ huyện Thuận Thành, quý khách sửa lễ về nhà mình viếng thăm. Về đến nghĩa tử có một lần, cho phép đoàn thay các tuyến. Thank you.
mời tấm lễ thay mặt chức thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của xã nhà đã về kính viếng và chia buồn cùng tang quyến. Xin trân trọng đón mời đoàn vui lòng vòng qua linh cữu để vĩnh biệt cụ Đỗ Thị Diệu lần cuối cùng. Sau đó đón mời đoàn an nghỉ cuối cùng. Tiếp theo, xin được phép trân trọng mời tân lễ thay mặt cho các ủy chi bộ, quân dân chính đảng, hội người cao dân làm đại đồ, dân lễ bảo kính viếng. Dung dinh chủ khế ngọt lành cấp ủy nay lấy mỏng vòng hoa nhân dân cùng quý khách đến nhà viếng thăm. Về đây nghĩa tử có một lần cho phép đoàn thay con cháu thật muôn phần cảm ơn. Được tin 250 cụ về với tiên tổ, cán bộ đảng viên và nhân dân thôn Đại Độ đến chia buồn cùng tang quyến, một phút mặc niệm được thắp rồi. Toàn thể gia đình tang quyến nói chung và đỡ lời ông Đặng Văn Sương, con trai trưởng của cụ nói riêng, xin cảm ơn đoàn đại biểu thay mặt cho lãnh đạo, cán bộ và nhân dân thôn nhà đã về kính viếng và chia buồn cùng tang quyến. Xin trân trọng đón mời đoàn vui lòng vòng qua linh cữu để vĩnh biệt cụ lần cuối cùng. Sau đó mời đoàn ra phòng tang sôi chầu uống nước và ở lại để chia buồn cùng toàn thể tang quyến. Thank you.
trẻ, đồng đội con rể Hiếu đã về viếng thăm. Về đây nghĩa tử có một lần cho phép đoàn thay tăng quyến thật muôn phần cảm ơn. Kính thưa hương hồn cùng, kính thưa toàn thể gia quyến, chúng tôi anh em đồng ngũ cùng nhập ngũ cùng học tập lao động chiến đấu với đồng chí Hiếu con rể của cụ, hôm nay được tin cụ 20 về với tiên tổ, có vòng hoa thơm nén nước mát đến viếng kính viếng hương hồn cụ và chia buồn cùng toàn thể gia quyến để tưởng nhớ hương cụ. Một phút hồng niệm bắt đầu. Xin được phép thay mặt toàn thể gia đình tăng quyến xin cảm ơn các âm trong hội đồng ngũ ngày 13 tháng 6 năm 1965 với phần mời tấm lễ của công ty cổ phần kiến trúc xây dựng và dịch vụ Thăng Long dâng lễ vào tế viên. Là bạn cùng học với con dâu tử dâng lễ vào kính viếng đến cùng bỏ quê hương với con dâu đặt thị từ văn chương một khóa sửa lễ về nhà ta chia buồn. Đoàn chúng tôi xin thay bà từ thanh âm hồng 8 giờ mai mời cả lớp dành tấm lòng về đưa tang. Bà con sống dưới quê mình bởi chức là vì nghĩa vì tình sát son nặng tình làng thấm tình thôn bởi cùng hàng xóm của hai con tự hùng. Cho phép đoàn thay tăng quyến xin giải bày lời cảm ơn. Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Tam Quyến, được tin cụ vong lê 250 về tổ tiên, gia đình có thỉnh mời bản hội các già hôm nay đến để tụng kinh niệm Phật, cầu độ cho cụ vong được về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin trân trọng kính mời tất cả các cụ các già phát tâm cùng tôi để ăn mày Phật, để viếng cụ ra bản hội có hơi giàu lễ để viếng cụ vong. Nam mô A Di Đà Phật. Về nhà toàn nhà
Phật tử,
quân vẫn gần, vẫn cháu phúc của cụ về già. Các cháu bạn học với cháu phúc hương hoa tới chia đầu với tấm lòng và tình cảm thật nặng sâu, cho phép đoàn thay cháu phúc hương tâm với tất cả tâm lòng thành. Tối đây là tình cảm của gia đình cụ nhân, tiếp tin cụ Thiều nay lên khỏi trần, cụ nhân từ thủ đô Hà Tịnh sông, cho các đoàn thay con cháu xin cúi đầu và cảm ơn. Đoàn lễ viếng tiếp theo xin trân trọng giới thiệu cụ về sang với đội tiền, nhân dịp được phục vụ trong kèn đoàn thay tân quyền tỏ nỗi niềm cảm ơn. 8 giờ mai tình nghĩa sắp xong trận bởi chân có hạnh phúc của thủy chung nên bà thuận với bà cát mặt đồng tình thông xa cùng chung con trong đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ buồn, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe. Khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, và chúng tôi xin kính mời tất cả anh chị em con cháu đã và đang có mặt xung quanh khu vực phòng tang lễ vui lòng dành tâm huyết của mình tập trung về trước hương ăn tiền của cụ để góp mặt cùng với đội hình của đại gia đình con cháu nhà ta
thành tâm làm lễ trước khi dẫn tiếp ban tang lễ và Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cổ vương linh thân mẫu Đỗ Thị Hiểu, kính thưa các cụ bề trên trong hội đồng gia tộc nội ngoại, thưa toàn thể giáo quyến, kính thưa cụ thượng làng, thưa hai giới các cụ đốc hành, thưa các vị lãnh đạo đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương, thưa bà con vô quá làng Đại Lộ xã Ninh Sở, kính mến rất thân thành và vinh dự cho đoàn nhạc cứu chúng tôi từ quê hương Quan Họ Bắc Ninh lại được nhận lời mời và sự thành tình đến mộ đặc biệt của người ngoại tác viên. Và bây giờ trước giờ phút mẹ vinh biệt ra đi, đoàn chúng tôi xin phép các cụ bề trên trong hội tầng gia tộc ở ngoài, xin phép toàn thể gia đình con cháu vui lòng lắng lại yết dân để nghe những lời tri ân tâm huyết sâu thẳm từ đáy lòng mình của mẹ trước giờ phút mẹ vinh biệt lên đường thông qua màn di ảnh tâm huyết của đoàn. Kính thưa hương hồn thân mẫu Đỗ Thị Thiều, kính thưa các cụ bề trên trong hội đồng gia tộc nội ngoại, thưa toàn thể tăng quyến, đến qua sau khi anh em trong đoàn chúng tôi được phép của gia đình dùng tiếng kèn tiếng trống để nghỉ qua đêm, vinh dự cho đoàn chúng tôi lại được ngồi lại với tất cả anh chị em con cháu trong gia đình. Và hân hạnh hơn nữa, đoàn chúng tôi lại may mắn và vinh dự được nghe những lời hàn huyên tâm sự về cuộc đời của mẹ với đoàn của tất cả anh chị em con cháu. Nhưng bởi lẽ đông quá nên đoàn chúng tôi không tài nào tải hết được những lời tâm sự của gia đình, và chúng tôi đề nghị với gia quyến vui lòng cho đoàn chúng tôi xin nghe những lời tâm sự đại diện của anh em con cháu. Và thế là đoàn chúng tôi được nghe lời tâm sự của bà Đặng Thị Thuận, của ông Sương, của bà Hình, của ông Sen, bà Minh, của ông Hùng, bà Tử, của bà Đặng Thị Hoàng, và cả lời tâm sự của vợ chồng ông bà Thọ Liên về phía các cháu trong gia đình. Đại diện cho các gia đình, đoàn chúng tôi đã được nghe lời tâm sự của cháu Nghĩa, cháu Linh, cháu Trung, cháu Thủy, cháu Bùi Thanh Thủy, cháu Vinh, cháu Nga, Nga, cháu Giang, cháu Mai, cháu Tâm, cùng với tất cả các cháu, kể cả cháu Linh, cháu Lý, cháu Phúc, cháu Xoan, và cháu Thạch, cháu Hương, cháu Huy, cháu Oanh, và ba cháu đó là cháu Nga cùng với cháu Tùng, cháu Khánh và cháu Khôi đang ngồi tâm sự với đoàn chúng tôi về cuộc đời của cụ. Sáng nay trước giờ phút cụ vinh biệt ra đi, đoàn chúng tôi xin phép được mời tất cả anh chị em con cháu tề tựu về đây, mời bà con cô bác làng Lộ nghe trưởng đoàn tổng hợp lại tất cả những lời tâm sự đêm qua của đại gia đình về cuộc đời của cụ với đoàn. Xin mời anh em đoàn nhạc thay đổi kẻ trọng, mời nghệ sĩ ưu tú Ngọc Sơn phụ trách nhạc nền, để chúng ta trân trọng mời bà con cô bác làng Lộ, mời bằng hữu gần xa của mẹ, mời anh chị em con cháu hãy lắng nghe những lời tri ân tâm huyết sâu thẳm từ đáy lòng mình của mẹ trước lúc mẹ vĩnh biệt lên đường. Kính thưa các cụ cao niên, kính thưa nội ngoại đối
binh họ hàng, kính thưa cô hiệu thân bằng, thưa bà con cô bác dân làng quê hương. Giờ đây nội ngoài họ đương chuẩn bị phải tiễn biệt, tôi lên đường đi xa, xin phép các cụ quý khách và bà con làng xóm vui lòng ưu tiên cho tôi được ngắm lại cơ ngơi tài sản cửa nhà mà suốt cả cuộc đời tôi đã hằng vất vả. Đến hôm nay mẹ con tôi mới xây dựng lại được cánh nhà cao đổi mới. Xin phép các cụ quý khách và bà con làng xóm vui lòng cho tôi được nhớ lại mảnh vườn xưa, có mảnh vườn tự cành cam gốc bưởi đã có bàn tay tôi từng vun sơn sơn vô. Nay ra đi sẽ để lại tất cả cho các cháu, cho các con. Các con, các cháu ơi, khi ăn quả ngọt thơm phải nhớ ơn công ông bà cha mẹ. Rồi cụ lại ngắm lại sang hai bên nghĩa xóm tình làng họ hàng đông đủ, lúc xa nhau cũng muốn nhắn nhủ một đôi câu, tình hàng xóm láng giềng ăn ở với nhau cả một đời, dây mấy ai ở đùa trước sau không lầm lỡ. Người ta sống trong cùng một xóm một làng như chim cùng một tổ, lúc vui lúc buồn sướng đèn tôi lừa có nhau. Cuộc đời thấm thoát chẳng được bao lâu, thế mà nay ta đã phải xa nhau mãi mãi. Tôi ra đi không có ngày trở lại ở làng lộ thân thương này, kể từ nay mãi mãi vắng bóng tôi. Hơn các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị, bà con quý khách và làng xóm ơi, hôm nay đến với tôi là gửi cho tôi cả một tấm lòng vàng. Còn tất cả anh chị em con cháu nội ngoại họ hàng đều đến gửi cho tôi bao niềm thương bao nỗi nhớ. Tôi ra đi mà lòng tôi nhớ quá, nhớ cháu, nhớ con, nhớ anh chị em, và tôi nhớ tất cả mọi người, nhớ những công trình nhà cửa từ những thuở còn xa xưa vẫn nghèo nàn và lạc hậu đơn sơ. Đến hôm nay mẹ con tôi đã chi chút xây dựng lại được nhà cao cửa rộng, cuộc sống ấm no và đổi mới từng giờ. Đời hạnh phúc thì tôi không còn nữa, tôi ra đi về theo tiên tổ, suốt cuộc đời còn có gì thiếu sót. Cúi xin với các cụ quý khách lãnh đạo và toàn thể nhân dân, hãy vui lòng bỏ qua cho tôi. Sáng nay đến tiễn tôi rồi, khi xe tang chuyển bay, xin được phép trân trọng kính mời các cụ, các vị khách quý, lãnh đạo, nhân dân và thân quyến mọi người, hãy vui lòng dành tình cảm vàng ngọc quay trở lại gia đình, xôi lưng cơm chén nước để cho hồn tôi được mát mẻ thành thơi. Và tôi cũng xin được kính chào, cảm ơn và đa tạ tất cả mọi người vì nghĩa tử quý thương tôi đã tâm. Cảnh gia đình lúc tan ra bối rối, từ chén nước
đến lời chào, tránh sao khỏi lỗi lầm. Vậy tôi xin với các cụ, với quý khách, với lãnh đạo, với toàn thể nhân dân, vì nghĩa tử hãy một lần luộc thương. Còn bây giờ, trước giờ phút người đi người ở, ai đã xa nhau thì mới nhớ nỗi thương nhau. Cho tôi xin phép các cụ, quý khách và bà con làng xóm, ưu tiên cho tôi một cơ hội cuối cùng này, để cho tôi được nhìn lại tất cả anh chị em con cháu trong gia đình một lần nữa. Nhìn thấy tất cả anh chị em con cháu nội ngoại nhà ta, ai nấy đều khăn tay trắng xóa, và những giọt nước mắt đang lăn dần trên gò má bởi khóc nhớ thương tôi. Cha con xa cháu ơi, bố mẹ ra đi đã yên phận cả rồi, tôi anh chị em con cháu hãy ở lại trên đời, nhưng phải cố gượng sầu mà vui tươi đoàn kết. Đi xa về gần, tình làng nghĩa xóm phải giữ điều thân thiết, đừng có vì giàu nghèo mà nghĩa tình lại quên hết, để tình người đến lúc chết vẫn nhớ nhau. Tang lễ của mẹ sáng nay muốn được trọn vẹn trước sau, các con các cháu nhớ bảo nhau mời chào. Dẫu cho có cố yến mâm cao, cũng không bằng có câu hỏi, có lời chào phân minh. Bà con là vì nghĩa, vì tình, vì mẹ đến với đến nhà mình viếng thăm. Chồng vàng ăn với những câu xanh, lưng cơm hiếu nghĩa thắm tình tan ra. Còn một điều này nữa, trước lúc mẹ đi xa, mẹ dặn tất cả các con các cháu trong công việc tang lễ, các con các cháu cốt làm sao quán xuyên đón tiếp mời chào quý khách về đây thăm viếng mẹ cho thật là chu đáo. Nhưng các con các cháu ơi, trong việc tang lễ của mẹ cũng đừng có nên lãng phí xa quá, nhưng cũng đừng sơ sẩy quá thì người ta cũng chê cười. Công việc tang lễ của mẹ sáng nay được xong xuôi đẹp đẽ, tối nay mẹ giao việc này cho bố Sương mẹ Hình, cho bố Sen, cho mẹ Minh, cho bố Hùng mẹ Từ và cả mẹ Hoàng cùng con gái cả Đặng Thị Thuận. Tất cả anh chị em các con phải gọi tất cả các cháu nhà ta lại để hàn huyên san sẻ cùng nhau, phải biết quý thương nhau như dây bí dây bầu, lành rách đói đau phải đùm bọc quấn túm lấy nhau. Các con nhớ, dẫu từ nay âm dương đôi đường tuy cách trở, cả cha và mẹ vẫn về để phù hộ cho tất cả cháu con. Trên trần gian mọi sự có vuông tròn, thì suối vàng cha mẹ mới ngủ ngon được rất nồng. Còn bây giờ, trước giờ phút ra đi riêng với khối cộng đồng, tôi cũng cầu mong cho tất cả, tôi ra đi sẽ phù hộ cho quê ta già trẻ an khang, để mỗi khi hồn tôi có phảng phất về thăm xóm, thăm họ, thăm làng, thấy làng lộ ta ngày càng đổi mới, thỏa lòng dân khát khao mong đời, đảng chính quyền phấn khởi thân quan, công tư mọi việc lo toan, đường lối đằng đúng
có dân làm là xong, chia tay lệ đôi dòng lá chắc, nhạc trống kèn như thay cả lời ru, ung dung thanh thản ngựa hồ, ôm tình lặng đại lộ chốn thiên thu duyên đài. Vì thời gian cũng chẳng còn dài, thành tâm có một đôi lời nông đa, xin vĩnh biệt bằng hữu gần xa, xin vĩnh biệt xã Đinh Sở, chào quê nhà thân thương, xin chào tất cả nội ngoại họ đương, xin chào làng lộ tôi lên đường bình an. Giờ đây nhìn con cháu lệ trang, mà không sao cầm được nỗi muôn vàn nhớ thương. Trước khi mẹ vĩnh biệt lên đường, đôi lời bộc bạch mẹ tỏ tường thiết tha. Lần này là lần cuối cùng, mẹ mãi mãi mẹ đi xa. Mẹ muốn tất cả con cháu hãy vòng qua mẹ lần cuối cùng. Dù con gần như cả người, thương mẹ lắm lắm mẹ ơi. Cả con các cháu cứ sụt sùi lẻ chán, bây giờ đây nước mắt tuôn tràn, nhìn mẹ nằm ở trong áo khoác mà nghẹn ngào. Mẹ kính thương đang ở nơi nào, con nhìn thấy con cháu lè chào khôn đắng. Ai đã từng tất cả nước biển tâm thì mới biết nỗi xót trong lòng của tất cả cháu con. Bây giờ đây mẹ tới vòng non, mẹ ơi mẹ về bao nỗi buồn nỗi đau, cháu con khăn trắng trên đầu đi quân cứu mẹ mà lòng cháu vô bờ. Mẹ ơi bây giờ đây con cháu ngẩn ngơ, thương mẹ thương mãi bao giờ mới quên. Và con cô bác xóm giềng và cả làng lộ đều rất thiện đều rất thương. Trong thế giới hay con cháu thọ chung gửi cho cô bác học phương đến chia quần, đoàn chúng tôi chẳng biết nói gì hơn, thay mặt tất cả cháu con trong gia đình và cũng xin thay mặt cả nhà mình vui lòng thay cả bà hình âm xưa, cũng vui lòng cho chúng tôi được thay mặt toàn thể họ đương gửi tới quý khách lời cảm ơn vô cùng. Trước khi mẹ tới non phòng, mời cả nhà đều gửi tấm lòng vào vai mẹ lần hai. Tiến đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt ban tổ chức tang lễ, tôi xin giới thiệu
ông Đặng Văn Toàn đại diện cho chi hội người cao tuổi thôn Đại Lộ lên đọc lời tiễn biệt. Kính thưa hương hồn cụ Đỗ Thị Kiều, kính thưa tăng quyến, kính thưa các cụ, ông, các bà, thưa toàn thể nhân dân có mặt tại nơi đây, được tin cụ 250 về với tiên tổ, chi hội người cao tuổi, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Đại Lộ vô cùng thương tiếc. Được biết cụ lâm bệnh, gia đình con cháu hết lòng cứu chữa, nhưng vì tuổi cao sức yếu, cụ đã 250 về với tiên tổ hồi 9 giờ 47 phút ngày 24 tháng 6 năm Mậu Tuất, tức ngày 5 tháng 8 năm 2018, cụ hưởng thọ 97 tuổi. Cụ mất đi là một tổn thất đối với gia đình, gia tộc. Các con mất đi một người mẹ hiền từ, mẫu mực, bao dung, hết lòng vì con cái. Các cháu chắt mất đi một người bà, một người cụ hiền từ, nhân hậu. Gia tộc mất đi một cây đại thụ, chi hội người cao tuổi mất đi một cây cao bóng cả. Cụ Đỗ Thị Thiệu, hiệu Diệu Giới, sinh ngày 3 tháng 1 năm 1922 tại thôn Đại Lộ, xã Linh Sở, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông, nay là Thường Tín, Hà Nội. Cụ sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu, có truyền thống cách mạng. Trước cách mạng tháng 8 năm 45, cụ đã sớm tham gia các hoạt động cách mạng, làm liên lạc cho chi bộ Đầm Sen. Từ tháng 9 năm 1954 đến tháng 6 năm 1955, cụ tham gia phong trào bình dân học vụ, xóa nạn mù chữ tại thôn. Từ tháng 7 năm 1957 đến tháng 7 năm 1972, cụ tham gia Ban Chỉ huy Hội Liên hiệp Phụ nữ xã làm kiểm soát viên hợp tác xã mua bán, xã Linh Sở. Trong cương vị công tác, cụ luôn hòa nhã với mọi người, nhiệt tình trách nhiệm với mọi công việc, gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những đóng góp trên, ngày 15 tháng 7 năm 1980, cụ được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín, ông Tô Tiến Pha, tặng giấy chứng nhận gia đình cách mạng gương mẫu. Ngày 19 tháng 10 năm 1987, cụ vinh dự được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tặng huy chương kháng chiến hạng nhất. Năm 1945, cụ kết duyên cùng cụ Đặng Văn Châu, người cùng làng. Cụ sinh hạ được 10 người con, một dưỡng tử, với một đại gia đình gồm 9 trai, 2 gái, 31 cháu và 30 chắt nội ngoại. Các con đã trưởng thành, trong có một con trai anh dũng hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước tại miền Nam, được phong tặng liệt sĩ. Thế là hỡi cụ ơi, cụ ra đi về cõi vinh hằng, bầu trời hôm nay ảm đạm, hoa lá cỏ cây thôi cười, tiếng chim bên đồi ngừng hót, dòng suối mát trong ngừng chảy, không gian bốn bể vắng lặng, hàng cây ủ rũ ven đường, bàn thờ bóng phủ thê lương, cho tàn rơi rụng bát hương, vầng trăng mây đen che khuất, lạnh lẽo lối đi quanh nhà, bến sông con đò tao xác, ngọn gió heo may vờn thổi, cuốn đi chiếc lá tiêu điều, cụ đi rồi u tịch vô liêu. Kính thưa một cụ, thế là chỉ còn ít phút nữa thôi, cụ sẽ vĩnh biệt chúng tôi để về với tổ tiên, để vui nắng sớm mây chiều, vui với bồng lai tiên cảnh, tình đời đứt đoạn nỗi đau khôn cùng. Với đạo đức của cụ, bạn bè xóm làng ai cũng lưu luyến tiếc thương. Cụ ra đi, các con mất đi một người mẹ hiền hòa, kính trọng bao dung độ lượng. Các cháu mất đi một người bà, một người cụ hiền từ vũ tính, yêu thương. Cụ ra đi, gia đình mất đi một cột trụ vững chắc, một chỗ dựa tinh thần không gì thay thế nổi. Con không nhìn thấy mẹ, cháu không nhìn thấy bà, chắc không nhìn thấy cụ, âm dương cách biệt. Cụ ra đi, gia tộc mất đi một người con dâu hiếu thảo, một tấm lòng luôn trọn vẹn với làng xóm quê hương. Cụ ra đi, bạn bè xóm giềng mất đi một người bạn chân tình cởi mở, hết lòng vì cộng đồng dân cư. Hội người cao tuổi mất đi một hội viên, một cây cao bóng cả tỏa mát cho đời.
Kính thưa Tăng Quyến, trong giờ phút tiếc thương vô hạn, chúng ta tiễn đưa cụ Đỗ Thị Thiệu vào cõi vĩnh hằng. Thay mặt chi hội người cao tuổi và toàn thể nhân dân thôn Đại Lộ, chúng ta chia sẻ với gia đình nỗi đau thương mất mát lớn lao này và xin hứa với cụ, chúng tôi chi hội người cao tuổi đoàn kết thống nhất cùng với nhân dân trong thôn thi đua sản xuất, thực hiện tiết kiệm, xây dựng gia đình ấm lo hạnh phúc, thôn xóm văn minh. Xin kính chúc cụ ăn giấc ngàn thu, mổ yên mà đẹp, vong hồn siêu thoát, phù hộ độ trì cho gia đình con cháu, nhân dân thôn Đại Lộ luôn mạnh khỏe để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Trước bàn thờ khói hương bay tỏa để tưởng nhớ hương hồn cụ và vĩnh biệt cụ mãi mãi, chúng tôi đề nghị tất cả các cụ, ông, các bà và toàn thể nhân dân có mặt ở đây hãy để một phút mặc niệm bắt đầu. Và sau đây xin mời một vị của gia đình lên phát biểu. Cảm ơn. Cúc đại xương thay mặt cho cháu con xin đáp từ. Kính thưa ban tổ chức, ban lễ, kính thưa hai giới các cụ cùng toàn thể dân làng, kính thưa các cấp đảng, chính quyền, các ông bà thông gia, bạn bè gần xa, các cơ quan, ban ngành, toàn thể, thân bằng cố hữu của gia đình cùng họ hàng, nội ngoại, bà con, cô bác, xóm giềng gần xa. Khi mẹ cháu lâm bệnh đã được gia đình, con cháu tận tâm tận lực chăm sóc, chạy chữa. Nhưng vì tuổi cao sức yếu, mẹ cháu không qua khỏi, đã vĩnh viễn ra đi để lại cho gia đình cháu sự tiếc thương vô hạn, sự chóng vắng buồn thương không có gì bù đắp được. Kính thưa bà con cô bác, trong những ngày mẹ cháu lâm bệnh, gia đình cháu luôn nhận được sự động viên thăm hỏi của bà con cô bác xóm làng. Và hôm nay đây, trong giờ phút chia ly tiễn biệt người quá cố về nơi an nghỉ vĩnh hằng, sự có mặt của bà con cô bác, anh chị em, họ hàng, nội ngoại, các gia đình tham gia, các vị khách là niềm động viên an ủi gia đình cháu vững bước vững tâm trước sự mất mát đau thương vô hạn này. Cho phép cháu thay mặt Tăng Quyến bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan, đơn vị, họ hàng, nội ngoại và con cô bác cùng toàn thể dân làng. Trong lúc tan ra bối rối có điều gì sơ suất, gia đình cháu kính mong được lượng thứ. Sau khi đưa tiễn mẹ cháu đến nơi an nghỉ cuối cùng, gia đình cháu kính mời hộp các già, các vị khách, các gia đình tham gia, bạn bè, thân bằng cố hữu của gia đình cùng họ hàng, nội ngoại, bà con cô bác xóm giềng gần xa trở lại gia đình cháu ăn chầu uống nước để gia đình cháu nói lời cảm tạ. Cháu xin trân trọng thay mặt cho nhân dân thôn Đại Lộ xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Tăng Quyến. Giờ phút tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng đã bắt đầu, xin mời tất cả các anh em trong đội hóa trang, đội an ninh chúng ta vào vị trí làm việc. Thank you.
lúc vào đời với tiếng hát à ơi,
năm nghe sóng vỗ êm đềm như tiếng mẹ ru, lời ru của thuở ban đầu, nụ cười tiếng khóc đầu môi đã làm đời mẹ buồn vui. Đến khi khôn lớn xa đời, lời mẹ hiền nhớ khôn nguôi. Năm con tròn xuân chín mộng, bước vào mái ấm trời xa, mong sao gió ngọc trăng ngà, mà đời sao lắm phong ba. Có khi đời là muôn hoa, có khi mưa gió nhạt nhòa, nhưng lời mẹ không phôi pha. Lời mẹ hiền như giọt nắng muôn đời. Nếu gặp ngày dài giông tố chiên, đời con sẽ bình yên. Xuân đẹp rồi xuân cũng sẽ phai tàn, chỉ còn tình mẹ ở mãi tim con. Đêm nay đường xa đất lạ, gió về ôm ấp biển ơi, quê hương ở tận phương trời. Lời nào thương nhớ trong vui, những lời nồng nàn trong nỗi, sẽ theo con đến cuối đời, ơn mẹ ngàn kiếp chưa vơi. Mẹ mãi mãi soi đường trong đêm dài triền miên đen tối, dù dòng đời trăm ngàn thay đổi, lời yêu thương chở che của mẹ vẫn ngàn đời ở mãi tim con. Đêm nay đường xa đất lạ, gió về ôm ấp biển khơi, quê hương ở tận phương trời. Lời nào thương nhớ trong nguôi, những lời nồng nàn trong nỗi, sẽ theo con đến cuối đời, ơn mẹ ngàn kiếp. Con bé trong vòng tay mẹ,
kèo kè tiếng vong chưa hè mẹ ru. Ôi tiếng âu ở thiết tha, năm tháng lời mẹ vẫn ru. Bên mái tranh nghèo, cuộc đời sương gió tóc mẹ bạc màu. Nàng quằn đôi gánh tao tần nuôi con. Ôi những mùa đông buốt giá, hơi thở mẹ sưởi ấm con trong giấc mơ dài. Mẹ ơi, mẹ là dòng sữa ngọt ngào chảy vào tim con. Mẹ ơi, bao năm qua lời mẹ ru cho con ngày trưởng thành. Nữ lòng mẹ mong rồi khi khôn lớn con rời xa mẹ, còn đâu hơi ấm những ngày trong dấu đời bao đổi thay. Con vẫn ngàn năm khắc ghi hình bóng mẹ.
xin mời toàn thể tăng quyến đi viếng và quay lễ nghĩa tế điện cụ lần cuối. Xin kính mời. Một mai vươn hình hài lớn dần.
tuyệt vời. Mặt trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Đêm một mai tôi về làm cát bụi, ôi cát bụi mệt nhoài. Tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi, bao nhiêu năm làm kiếp con người. Chân một chiều này, vết mực nào xóa bỏ.